Hello, hello các bạn. Hôm nay mình đi tìm đồ chơi nha các bạn. Wow, mình đi xung quanh đây tìm đồ chơi các bạn ơi. Wow, mình cùng cái giỏ thần kỳ mình đi tìm đồ chơi nha các bạn ơi. Let's go bạn ơi. Đi đường này đây. Wow, ở đống cát đây không có đồ chơi ta. Wow, không có đồ chơi ta. Ây da. Đây một chiếc xe đồ chơi các bạn ơi. Ôi, xe đồ chơi ha, khủng long ba sừng luôn nè. Wow, xe cần cẩu ha, cần cẩu dây cẩu rất dài luôn các bạn ơi. Dạ, dạ, hiền, mình chạy thôi nha, hiền. Wow, ôi, ở đây có nhiều xe đồ chơi quá nè các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu mình lấy, mình bỏ vô cái này, bỏ vô cái giỏ thần kỳ mình nha các bạn. Rồi, wow, ôi, bây giờ xe này xe gì đây? Xe tải các bạn ơi. Wow, một chiếc xe tải nha. Một chiếc xe tải Ben nè, à, đây là một xe cần cẩu múc cát nè. Ô, siêu to khổng lồ luôn ta. À, quá dữ. Rồi đâu quay đầu đây là múc cát thôi, múc thôi nào, múc thôi bạn ơi. Dạ, múc bỏ lên xe này nào. Dạ, bỏ lên xe nha, để xe này xe chạy nha. Ui, múc lẹ lên nào, lúc mẹ lên lẹ lên. Ôi, ở đâu có cái chiếc trực thăng này vậy? Ui, wow, được chiếc xe trực thăng, được chiếc trực thăng mà máy bay được trực thăng này bạn ơi. Wow, đỡ cho thật kỳ nha. Chạy thôi các bạn ơi. Hên. Rồi đổ xuống nào. Wow, đào tiếp các bạn ơi. Ôi cái gì vậy? Gì bạn? Wow. Ôi, xe được chơi các bạn ơi. Wow. Wow, thì ra là một chiếc xe chở rác, cái xe công cộng bạn ơi nè. Ha, hay quá bạn ơi. Bỏ vô thằng kỳ nghe. Đâu rồi? Wow, cái gì đó vậy? Wow, cái gì vậy? Ôi xe gì vậy? Ôi. Ôi da, xe gì vậy? Xe cảnh sát. Wow, một xe cảnh sát luôn hả? Ây da, mình lục lại tiếp nha. Ây da, ô, một cái xe buýt vậy phải không? Xe buýt. Wow, xe buýt nè. Ô, in in go, đẹp quá bạn ơi. Dạ, quà tiếp. Ôi, ở đâu đây nghe xe nhiều quá vậy? Xe buýt nữa rồi. Wow, không phải đâu, Nghi ơi, đây xe cảnh sát nè. À, xe cảnh sát. À, xe buýt nè các bạn. À, xe buýt hả? Wow, mình bỏ đây nha các bạn. Wow. Ai mà để xe đây nhiều quá vậy ta? Ôi, xe gì vậy? Xe cảnh sát. Wow, lại là một xe cảnh sát hả các bạn? Ôi, wow, xe này xe gì vậy? Đây một chiếc máy bay. Wow, chiếc máy bay hả? Ây da, ôi, ở đâu đây mà xe nhiều quá vậy các bạn? Thôi, chắc hết rồi các bạn ơi. Thôi, mình đem bỏ này vô vỏ thần kỳ mình nha. Đem vô nha các bạn. Chúc mình sẽ rửa nha. Wow, cát nhiều quá bạn. Ôi, đầy luôn các bạn ơi. Ôi, xe gì bạn? Wow, xe gì? Ôi, xe gần cổng múc cát qua đây nè. Wow, múc cát thử nha. Ây da, múc cát luôn nè, thấy chưa? Chạy thử coi, đi, chạy cái nào. Hiền, wow, nó múc cát nó chạy được luôn đó bạn. Ghê quá bạn ơi. Wow. Rồi, mình bỏ vô giỏ thần kỳ mình đi nè, bỏ vô đi. Ây da. Thôi, mình đi tiếp tục đi các bạn ơi. Tiếp tục đi các bạn ơi. Ây da, xe gì vậy? Wow. Ôi, không phải đâu. Xe cứu hỏa nè. Xe cứu hỏa, ai bỏ đây vậy ta?
Dạ. Xe cứu quả có đồ bắn nước nè. Ôi, mà ai bỏ đây vậy ta? Tự nhiên xe cứu quả đẹp quá nè các bạn ơi. Ôi, wow, xe cứu quả có bình màu đỏ nè. Màu vàng luôn nè các bạn, có màu vàng. À dạ, có hai tài xế luôn nè các bạn. À dạ, một tài xế với lơ nè các bạn ơi. Màu vàng luôn nha. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Mình bỏ cho thằng Kỳ mình nha các bạn. Wow, tiếp tục các bạn ơi. Ôi, ở đây rất là nhiều xe luôn nè. Ôi, xe đang gì nhiều quá vậy? Xe lăn. Xe không phải. Xe lu. Wow, xe lu. À, xe lu làm đường. À dạ. Xe lu làm đường các bạn ơi. Ủa xe này xe gì bị lật vậy? Ủa đây xe cảnh sát. Ơi da, một cái xe cảnh sát các bạn ơi. Ê, xe cảnh sát cái gì trong đây nè? Phải không? Cướp. Không phải cái gì trong đây vậy? Ui, ủa anh quay đường. Anh rider. Anh gì? Anh rider cứu hộ. Chó cứu hộ hả? Phải không? Phải. À ha. Wow, đẹp quá anh ta. Còn gì nữa không? Ui, thì xe gì? Wow, xe chó cứu hộ. Màu xanh luôn nè. Wow, đội nón màu xanh rất là dễ thương luôn các bạn. Sủa, wow. Wow. Sao có mũi tên bắn luôn nè các bạn ơi. Nè, ghê quá. Wow, xe cảnh sát này ghê quá bạn ơi. Rồi xe cảnh sát vô đâu tiêu vậy? Wow, nhiều video cho các bạn xem xe cảnh sát nha. Wow, xe màu trắng đẹp luôn nè các bạn ơi. Nè, có đẹp. Có còi hú mà quéo quéo nè. Đó. Mở ra mình. Wow. Bỏ vô thôi nào, bỏ vô đi. Cái gì vậy? Wow. À, tìm được chiếc máy bay hả? Tao ở trong cát hả? Ôi các bạn ơi. Ôi mình tìm nha. Ôi hình như trong cát này có đồ chơi nữa gì nè. Ôi, quá đồ chơi. Wow, đồ chơi gì dữ vậy? Wow. Ôi, một chiếc trực thăng màu trắng nè các bạn. Ây da. Ôi, xe gì vậy? Xe cẩu. Wow, một xe cẩu luôn. Wow. Ôi. Wow, xe cẩu màu xanh rất đẹp luôn nè. Ây da. À, bỏ vô vỏ thần kỳ mình thôi nha. Rồi, cái này gì? Wow, một chiếc tai Ben nha. Bỏ vô vỏ thần kỳ mình thôi. Rồi, cái này gì? Wow, full lit hay xe cảnh sát các bạn ơi. Wow, ở đâu đây mà nhiều xe đồ chơi dữ vậy? Wow. Xe gì vậy? Ôi. Wow. Bỏ vô đây nha. Ây da. Cái xe này xe hơi mua trần phải không? Wow, quá đẹp các bạn ơi. Chút xíu mình sẽ đi rửa nha. Wow, những chiếc xe này rất đẹp đúng các bạn ơi. Ôi, hết rồi còn không? Ui, wow, quá cao có không? Wow, ôi cái gì đây vậy? Ôi, gác các bạn ơi. gác các bạn ơi. Ây da. Ở đây được chơi nhiều quá các bạn ơi. Rồi, wow. Ồ, đây là một xe lưu cải ấy. Ồ, một xe mô tô hả? Ồ mà cái xe này là cái xe tải bu ly nè các bạn. Ấy xe cần cẩu múc bu ly nè. Nó múc được cát luôn nè, thấy chưa? Bạn ghê chưa? Wow, rất là nhiều xe luôn. Wow. Dạ, mình bỏ vô thần kỳ mình nha. Ồ, tìm rất là nhiều xe luôn bạn ơi. Rồi, bỏ vô thần kỳ là chứ bay đâu, bỏ vô. Rồi. Wow, mình tiếp tục đi thôi các bạn ơi. Wow, tiếp tục đi thôi các bạn ơi. In, let's go. Wow. Ôi, đây là nhiều chiếc xe quá nè các bạn ơi. Ôi, wow. Ôi, nhiều chiếc xe quá nè. Chiếc máy bay hả? Wow, chiếc trực thăng nè. Rất là đẹp luôn nha. Có biển số 99999 luôn nè bạn ơi. Nè, hai số 9 luôn nè, ghê chưa? Wow, ghê không? Có trực thăng nó bay luôn nè bạn ơi. Wow, chiếc xe gì vậy? Cái xe này ngộ quá các bạn ơi. Xe này như là xe cứu hộ cứu quả vậy được các bạn ơi. Xe nâng nè. Hiện. Wow. Xe nâng này bỏ vô nha. Bạn ơi, xe này nó bị đột biến. Đột biến gì vậy? Nó không có cái đầu. Ồ, đột biến không có đầu hả? Không phải không biết đâu, nó gãy. Các bạn ơi. Nè, xe này cậu múc nha, mình múc cát này nha. Wow, ở đây hai xe cậu. Ôi, đi lên. Cái gì đây? Wow. Ý da, thì ra đây một xe cần cẩu con các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu rất im nào, rất dễ thương nè các bạn. Nhỏ xíu à. Wow, bỏ vô nha. Cái gì vậy? Cái gì? Ô, mình gỡ đại ra đi. Cái gì vậy? Nó bị lục bão, nó đâm xuống đây. Ôi, vậy đó hả? Wow, một chiếc máy bay bị đâm xuống đây hả? Da, một chiếc bay rất đẹp luôn các bạn ơi. Ây da, quá dữ các bạn ơi. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục thôi, tao tiếp thôi nào. Dạ. Yeah. Xe gì đó vậy? Wow. Dạ, hôm nay mình tìm xe trong cát rất là nhiều luôn nha. Xe đổ gác nữa nè. Ê da, xe gì vậy?
Wow, xe gì đó? Ê da, gội sức luôn ơi. Đây gắn lại các bạn ơi, không sao bạn ơi. Nè gắn lại nè. Ờ nó vuột thôi bạn ơi, không sao quá. Mình là thợ sửa xe mà mình đâu có sợ này. Đó thấy chưa? Là một chiếc xe cảnh sát nha các bạn. Wow, mình thổi bùa nó coi. Wow. Chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Ơi còn nó không? Gì vậy? Ây da, một chiếc xe gì đây các bạn? Wow, một xe chở bồn chở dầu nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe chở dầu rất là đẹp luôn, màu xanh và màu trắng nha. A ha, dạ. Wow, xe cảnh sát hả? Ây da, ha, đúng là xe cảnh sát thiệt các bạn ơi. Xe này để chở tù nhân nè các bạn. Đó, ghê quá. Ôi, xe đua hả? Wow, siêu xe luôn các bạn ơi. Xe này hình như là có giới thiệu cái gì nè nha. Xe đua màu xanh luôn. Wow, bỏ vô gõ thần kỳ thôi. Cái gì vậy? Xe gì? Xe đua. Đây là xe đua. Wow, ôi sao xe đua nữa hả? Ây da, một chiếc xe đua màu không cam, màu đẹp quá các bạn ơi nè. Wow. Wow, có hai con năm luôn nha các bạn. Ghê chưa các bạn ơi, hai số năm luôn. Wow, xe gì vậy? Một chiếc xe cảnh sát. Ây da, ủa xe đâu đây nhiều quá vậy ta? Ôi, wow, cái đống cát này ai dục xe chôn ở đây nhiều quá nè ta. Ây da. Các bạn ơi, được cái xe cẩu nhưng mà nó đã bị mất cái cần cẩu rồi hả? Wow, ôi mình tìm coi, mình tìm trong đây thử có cần cẩu mình sửa lại nha. Ôi, tội nghiệp bán xe cần cẩu quá. Bỏ vô. Không có hết rồi các bạn ơi. Hết đâu, để mọi ra tiếp coi các bạn. Wow. Ây da. Wow, thấy chưa? Còn kìa thấy không? Đó. Wow, còn một siêu xe luôn nè. À, chút xíu nữa là lọt là sót đồ chơi người ta lấy rồi đó các bạn ơi. Ây da, tìm thôi các bạn ơi. Wow, tìm thôi nha. Tìm thôi, hết chưa? Wow, ôi, các bạn ơi, mình ấy thôi, mình đi thôi các bạn ơi, mình bỏ xe những hai xe này vô nha, hai xe cẩu múc cát này vô nha. Wow, đống cát này rất là nhiều xe luôn. Wow, đi thôi các bạn ơi, mình khởi khiêng thôi, nặng quá rồi. Let's go. Wow, đây nữa nè, đây đống cát này có nhiều xe đang làm việc đây các bạn ơi. Đây, xe cẩu đang là múc cát nha. Wow, một chiếc xe tải. Tải ben chở cát rất là lớn luôn. Đó, múc lên. Ui, hai chiếc máy bay đậu đây luôn nè. Hai chiếc trục thăng. Dạ, trục thăng bay nè. Wow, hai chiếc trục thăng luôn các bạn ơi. Wow, chiếc trục thăng màu xanh rất là đẹp luôn nè. Ây da. Bỏ vô vỏ thần kỳ nha. Wow, rất là đẹp luôn. Bỏ vỏ thần kỳ thôi nào. Tiếp tục đào thôi các bạn ơi. Ây da, đào. Cái gì vậy? Mình đào thôi nha. Ôi, wow, là xe gì nó vậy? Xe hơi. Wow, một chiếc siêu xe luôn các bạn ơi. Xe hơi siêu xe luôn nè. Wow. Ây da, bỏ vô vỏ thần kỳ nào. Wow, mình cùng cái này ấy nè. Kéo nè. Ây da, mình ra được một chiếc xe siêu xe nữa nè. Ây da, chiếc xe màu đỏ luôn. Wow, xe buýt màu xanh luôn. Wow, không phải xe buýt nha các bạn ơi, xe này là xe đò, xe khách các bạn ơi. Xe buýt các bạn ơi, đúng rồi, xe buýt rồi. Wow, đúng rồi. Wow. Ây da, xe buýt mà có cọng cỏ dắn ngang luôn vậy ta. Ây da, độc quá nha. Hin. Ôi, bỏ vô đây. Bỏ các bạn ơi, tiền thôi. Ê, còn nữa không? Ủa wow, gì vậy? Một chiếc xe đua màu xanh. Ây da. Các bạn ơi, một chiếc xe đua màu xanh nữa nè. Ô hô. Rồi. Cái gì? Chiếc xe đua màu nâu. Ồ, một chiếc xe đua màu nâu nữa. Wow, một chiếc xe là F1 luôn các bạn ơi. Ô hô. Rồi. Xe gì vậy? Xe taxi. Ây da, một chiếc xe taxi các bạn ơi. Ô hô. Wow, quá là đẹp luôn nè. Ây da các bạn ơi. Nè, đi tìm thôi các bạn ơi. Nè, ra đây nè.
Rồi tiếp tục đi tìm các bạn ơi. Si ơi qua đây nè. Qua đây. Ôi bỏ những xe vô đi các bạn ơi. Oh, bỏ đây rồi. Để người ta lấy, ta bắt người ta hồi người ta lấy hết đó các bạn ơi. Đi qua đây. Ai da. Ôi đây nhiều xe quá nè. Xe gì đây? Ui một xe, một chiếc xe khủng long ba sừng nè bạn ơi. Wow, xe gần cẩu khủng long ba sừng rất là bự luôn nè. Đào ơi. Ôi xe nhiều quá bạn ơi nè. Wow. Yeah. Xe nó nhiều quá nè. Một xe đua nè, một xe cảnh sát. Ờ dạ. Mình lấy chiếc xe ấy này mình chở nha. Mình lấy chiếc xe tải bự này mình chở nha. Rồi xe gì vậy? Wow, là một xe taxi Bully hả? Wow, rất đẹp luôn nha. Wow, chiếc trụ thăng nữa nè. Yeah, chị không trụ thăng chiến đấu là bắn đùng 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 đùng. Wow, xỉu liền. Yeah. À, đây là một xe chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Ôi, các bạn ơi. Xe gì vậy? Xe cấp cứu. Ô, sắp chú đầu con heo. Cấp cứu mà đầu con heo ngộ quá bạn ơi. Ôi, wow, đâu mà xe nhỏ, hôm nay xe nhỏ nhiều quá bạn ơi. Đây chiếc xe gì vậy bạn? Xe cảnh sát các bạn ơi, đây xe cảnh sát nè. Đây là xe chở cát. Ây da, xe chở cát hả? Wow, xe dính cát nhiều quá bạn ơi. Ui. Xe gì vậy? Dạ, xe buýt hả? Hù, ở đâu mà nhiều xe quá bạn ơi. Ủa, đây chiếc xe đua màu đen. Wow, ghê quá. Rồi bỏ vô đi nào. Tiếp tục tìm thôi. Tìm thôi bạn ơi. Xe gì? Đây chiếc xe hơi. Wow, xe hơi gùa nhìn nè các bạn. Độc quá các bạn ơi. Wow. Xe gì đây? Bán hàng. Wow, xe bullet nữa. Ui, quá nhiều luôn. Ui, đâu rồi, đâu rồi? Tìm coi. Xe gì vậy? Wow, xe gì? Wow, xe hơi đó hả? Ây da. Ây da, các bạn ơi. Gì đó hả? Ây da. Wow. Ôi mình tìm rất là nhiều được xe bạn ơi. Bây giờ mình đi rửa thôi các bạn ơi. Đi. Đi rửa thôi các bạn ơi. Ô. Đi rửa các bạn ơi. Da. Da, mình đi rửa nha các bạn ơi. Ê, let's go. Ô, đây chiếc xe gì đó nè. Wow. Wow, là một chiếc siêu xe. Wow, xe đua F1 các bạn ơi. Ui, ai bỏ đây nhiều quá các bạn ơi. Ôi, ở đâu đây vậy? Đây có xe gì nữa đây? Máy bay hả? Máy bay trụ thăng luôn nè. Trụ thăng bay sao đâu? Bay cho người ta cho mà các bạn xem ơi. Trụ thăng bay sao đâu ơi? Bay đây. Nè, bay. Wow. Rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Wow. Ở đây còn xe nữa hả? Ô, cái cát bự này nhiều xe quá bạn ơi. Ôi. Wow, bỏ vô đây nha. Ôi da, xe đâu nhiều quá. Wow. Ôi, xe gì? Xe cảnh sát các bạn ơi. Rồi đâu xe đó, xe gì nữa? Xe đua. Xe đua nữa hả? Ây da. Wow. Thôi, mình đi các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, mình đi rửa các bạn ơi, quá nhiều các bạn ơi. Rồi. Vậy thôi các bạn ơi. Ây da, rớt rồi. Rớt cái xe luôn bạn ơi. Wow, wow, hết rồi. Đi rửa thôi nào. Để đây ơi. Ừ. Còn hả? Lấy hết rồi mà. Đi nè các bạn ơi. Qua đây nè. Rửa đây, lẹ đi. Wow. Wow, rửa các bạn ơi. Ây da. Wow, rất là nhiều xe luôn nè. Rửa các bạn ơi. Quá đẹp các bạn ơi. Quá vui các bạn ơi. Xe nhiều quá luôn. Đây, rửa xe nhiều nha. Ê, xe nhỏ đừng có bỏ nó chìm đó nha. Xe nhỏ bỏ chìm đó. Ây da. Các bạn ơi. Ây da, đừng bỏ xe nhỏ nó chìm nha. Đó. Những chiếc xe bự nè. Xe bự nè các bạn ơi. Rồi. Wow. Ôi quá nhiều xe luôn các bạn ơi. Đây rửa nè. Ây da. Wow, quá nhiều xe luôn các bạn ơi. Ây da. Các bạn ơi, quá nhiều xe luôn. Da. Ây da. Rửa lên nào, rửa đi nào. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Ây da. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Rồi các bạn ơi.
Wow, mình rửa mình bỏ vô vỏ thần kỳ mình đem bỏ vô nha. Bỏ xe nhỏ vô luôn nha. Đó, mình rửa giờ mình rửa vô đây nha. Ây da. Cái xe nhỏ mình rửa mình bỏ đây nha. Ây da. Quá nhiều nhiều luôn các bạn ơi. Wow, hôm nay kiếm rất là nhiều xe luôn đó các bạn ơi. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha để theo dõi cái tem mình đi tìm nha các bạn. Dạ. Yeah. À, cái tem mình tìm rất là nhiều xe luôn nè. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Rất là nhiều xe luôn. Wow. Ui, xe dữ dằn luôn đó các bạn ơi. Đó, rồi. Ây da. Thôi các bạn ơi, mình kết thúc clip nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn về tiếp theo các bạn nha. Bye bye.